Các bạn thân mến, tôi sẽ chia sẻ với bạn trong đoạn video clip này về kỹ năng tư duy phê phán. Như các bạn đã biết, tiếng thị phi của thế gian còn hơn nọc độc của loài rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không gớm máu. Cho nên chúng ta cứ an nhiên mà sống thôi. Như vậy, tư duy phê phán là gì? Tư duy phê phán là khả năng phân tích một cách khách quan và toàn diện các vấn đề, sự vật, hiện tượng xảy ra để phân tích một cách có phê phán. Con người cần sắp xếp các thông tin thu thập được theo từng nội dung và một cách có hệ thống, thu thập thông tin về vấn đề, sự vật, hiện tượng từ nhiều nguồn khác nhau. Tiếp theo là chúng ta phân tích, so sánh, đối chiếu, lý giải các thông tin thu được, đặc biệt là các thông tin trái chiều. Xác định bản chất vấn đề, tình huống, sự vật, hiện tượng là gì. Nhận định về những mặt tích cực, hạn chế của vấn đề, tình huống, sự vật, hiện tượng đó, xem xét một cách thấu đáo, sâu sắc và có hệ thống. Kỹ năng tư duy phê phán rất cần thiết cho con người có thể đưa ra những quyết định, những tình huống phù hợp, nhất là trong xã hội hiện đại ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy rằng khi mà con người luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề gây cấn của cuộc sống, luôn phải xử lý nhiều nguồn thông tin đa chiều, đa dạng, phức tạp, thì kỹ năng tư duy phê phán càng trở nên quan trọng đối với mỗi cá nhân chúng ta. Như vậy, tôi đã trình bày cho các bạn về kỹ năng tư duy phê phán. Và trong video clip tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu về kỹ năng tư duy sáng tạo.